cái loài này thì là nó sẽ, chúng ta sẽ không có thể không chỉ đi rừng các bạn gặp trong rừng, mà các bạn có thể gặp ở trong vườn nhà các bạn trên cái xác bã mùn cưa ra thải trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình sinh hoạt. Cái việc mà đây là loài nấm phân hủy các xác bã thực vật như vậy thì nó sẽ giúp tuần hoàn cũng như là trả lại cho đất các cái hợp chất hữu cơ cũng như là các cái khoáng chất để giúp cho đất có trở lên tơi xốp và tốt hơn. Về cái phân bố ở vườn quốc gia Cát Tiên thì chúng tôi sẽ đi theo các cái tuyến điều tra và sẽ dựa trên cái các cái khúc gỗ đã chết hoặc là phân hủy để có thể tìm thấy cái chủng nấm này. Giai đoạn còn non thì chúng sẽ hoàn toàn màu trắng, nhưng mà trong quá trình sinh trưởng thì chúng sẽ dần sang chuyển sang màu hồng. Đây là hai trạng thái của cái loài nấm lúc còn non và lúc đã già hay là trưởng thành. Đó. Thì căn cứ theo cái tán nấm là tán nấm xòe, từ màu trắng cho đến hồng nhạt. Phiến nấm thì phiến nấm màu hồng, căn cứ theo phiến nấm màu hồng và cái đặc điểm phiến nấm là không ăn đến cuống, gọi là phiến nấm tự do. Và căn cứ theo cái bao gốc này, nó không có bao gốc và không có vòng nấm, thì chúng tôi sẽ dễ dàng định dạng được chúng là tên của loài và nó là thuộc chi gì. Giai đoạn nó rất là còn non, mới nhú lên thôi, màu nó trắng hoàn toàn, nhưng mà khi nó sinh trưởng thì nó sẽ dần chuyển sang màu hồng. Đó, nó lú nhú như vậy.
nó mọc từ trên các cái xác bã thực vật, đã xác bã hữu cơ đang trong giai đoạn phân hủy. Và cái loài này thì nó có khả năng, cái hệ sợi của nó có khả năng phân hủy các cái xác thực vật này rất là mạnh, chuyển hóa rất là nhanh và cung cấp và trả lại rất là nhiều dinh dưỡng cho đất. Phân tích sơ bộ về cái đặc điểm hình thái thì chúng ta sẽ phải tiến hành thu mẫu về. Đây là công việc rất là quan trọng, thì nó sẽ là cái tài liệu cũng là cái hiện vật sống để chúng ta làm các cái nghiên cứu tiếp theo, hoặc là cho các cái đoàn nghiên cứu khi họ đến để làm việc và có cái mẫu để chúng ta có thể là có những cái nhận xét hay là cái nhận định nó chính xác hơn. Như các bạn thấy không, trong cái mẫu của chúng tôi thì công tác điều tra của chúng tôi thì luôn luôn sẽ gặp những loài côn trùng, các bạn có thấy sợ không? Đây là một loài chúng tôi gọi là loài bọ trời chiếu màu đỏ này, có cả loài đen này và có cả loài ốc. Vì vậy thì khi một đám nấm mọc lên thì cái nó sẽ là nguồn thức ăn cho các loài vi sinh vật cũng như các loài côn trùng. Và nó cũng có tác dụng là phân hủy các cái bã xác mùn cưa. Các bạn có thấy các cái bã xác thực vật nó đã chuyển hóa sang dần màu đen. Đó, có nghĩa là cái cơ chất của chúng tôi nó đang dần trở lên tơi xốp và nó sẽ trả lại được đất các nhiều các cái dinh dưỡng cũng như là các cái khoáng chất, cái vi lượng. Và nó cũng sẽ có rất ý nghĩa trong công tác nghiên cứu bảo tồn các loài nấm và giúp các nhà khoa học có cái nguồn gen, bảo tồn nguồn gen. Có thể là các nghiên cứu tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thu mẫu nha. Cái mẫu đầu tiên thì chúng tôi sẽ vứt lên và chúng ta sẽ lựa những cái mẫu mà nó còn nguyên hình thái đặc trưng. Đôi khi cũng không có sự lựa chọn, nếu mà cái mẫu các bạn gặp được nó không đủ nhiều thì chúng ta sẽ có mẫu nào đến mẫu đấy thôi. Còn khi mẫu mà đủ nhiều thì các bạn sẽ lựa chọn những cái mẫu mà nó đầy đủ trạng thái, tán nấm, uống nấm, gốc nấm và gặp ở các cái trạng thái khác nhau, trạng thái non, trạng thái già để có cái sự so sánh khi mà các bạn tiến hành các cái mô tả cũng nghiên cứu hay làm tài liệu để cho cái thế hệ sau này họ có thể có cái nhìn chung nhất về một loài nấm. Việc các bạn gặp cái loài nấm này cũng không, đôi khi có thể rất dễ dàng nhưng mà cũng lúc mình cần thì chưa chắc các bạn đã gặp được. Và không phải mùa nào các bạn cũng gặp được. Có thể là vào mùa mưa thì các bạn sẽ gặp nhiều các loài nấm hơn, nhưng mà giả dụ trong mùa mưa thì cái loài này nó sẽ mọc vào một thời điểm nhất định thôi. Nếu mà qua cái thời điểm đấy thì các bạn cũng ít cái cơ hội được gặp hơn. Nên là khi chúng ta lấy mẫu như vậy được rồi thì chúng tôi sẽ lấy mẫu và làm sạch sẽ. Sau đó chúng tôi sẽ tiến hành ngâm mẫu, sấy mẫu và có thể là sẽ tách lấy giống để lưu trữ trong cái phòng nuôi cấy mô bảo tồn nguồn gen. Mình có thể là khi có điều kiện thì mình tiến hành nuôi trồng, các nuôi trồng thử nghiệm để đánh giá cái giá trị dinh dưỡng hoặc là giá trị dược liệu.